Gặp bác con nhớ mẹ con quá. Mẹ con cũng giống như bác vậy đó, quanh năm suốt tháng tảo tần, tiện tặng đủ thứ hết á. Vậy mà thấy con về nha thì sẽ làm rất nhiều món ngon cho con, mua cho con rất là nhiều những món con thích luôn. Tấm lòng của người làm cha mẹ luôn vậy mà con. Chỉ cần thấy con vui là mình vui, chỉ cần thấy con hạnh phúc là mình hạnh phúc. Anh Khiêm có kể cho con nghe nhiều về hai bác lắm. Anh nói hai bác thương ảnh dữ lắm. Giờ gặp được hai bác còn thấy ảnh nói không có sai chút nào hết. Cái thằng cha mẹ thương con là chuyện đương nhiên, có gì đâu mà nó khoe khoang vậy chứ. Đành rằng nó không phải hai bác sanh ra, nhưng mà hai bác nhận nuôi nó từ năm nó 12 tuổi. Mấy năm trời quấn quýt yêu thương thì có khác gì là con ruột đâu chứ. Lần đầu tiên thằng Khiêm nó đưa bạn gái về nhà, thiệt hai bác mừng lắm. Bộ trước giờ anh Khiêm chưa từng có người yêu nào hả bác? Có hay chưa thì bác không biết. Có điều nó chưa từng kể chuyện đó với hai bác. Con là người đầu tiên nó đưa về đó. Thấy nó cũng lớn tuổi rồi, hai bác cứ thúc giục nó cưới vợ miết. Mà lần nào nó cũng nói là phải chờ cho sự nghiệp ổn định. Mà con biết không, hai bác cũng sợ nó bị cái gì mà không thích con gái đó. Hai bác sợ anh Khiêm đồng tính hả? Phải. Hai bác sợ nó bị cái bệnh đó. Này nó đưa con về, hai bác mừng lắm, thấy nhẹ cả lòng. Để hôm nay bác sẽ nấu cho con những cái món đặc sản ở đây nha. Dạ. Bác ơi, lát nữa bác chỉ con nấu nha. Con hơi vụng về. Lần nào con vô bếp phụ với mẹ con á, mẹ cũng la đuổi con ra khỏi bếp hết á. Năm nay cũng nhờ trời á, mưa thuận gió hòa, cho nên tôm cá nó cũng được mùa. Mà giá cả năm nay á, nó cũng ổn định, bởi vì bà con ngư dân á mừng hết sức luôn đó con. Mấy năm trước á, bão thôi hết cơn này tới cơn khác, rầu hết biết luôn á. Đã vậy còn bị ép giá nữa chứ, người dân thở bốc khói luôn. Khiêm à. Dạ. Con bị sao vậy? Dạ đâu có gì đâu ba. Bà thấy con lạ lắm, chứ không có sao lạ gì. Ở đời nay á, đưa bạn gái về ra mắt ba má, mà mặt mũi con thì héo queo, thần trí thì lơ đãng như người trên mây. Nè, con nói cho ba nghe coi, con có thương nhỏ thiệt bụng vậy? Sao bà hỏi gì kỳ vậy? Nếu mà con không thương á thì đưa cô ấy về đây ra mắt ba má làm gì? Vậy sao mặt mày con chầm dầm vậy? Dạ, tại có mấy chuyện công ty làm con đau đầu thôi. Nè, dẹp hết đi. Đã bước chân về nhà này rồi á thì chuyện công ty công tiếc gì, dẹp qua một bên nha con. Dạ. Nhớ nghe con. Con biết rồi. Hai đứa tính khi nào làm đám cưới? Nói cho ba má biết để ba má còn lo liệu. Bác ơi, dạ con mới vừa ra trường, chưa có tìm được việc làm ổn định, cho nên con... Thì mình tính trước cũng là vừa mà con. Dạ. Chuyện này cũng không lâu nữa đâu má. Mà má cũng không cần lo liệu gì đâu. Thời buổi bây giờ chỉ cần có tiền là có dịch vụ lo hết. Con nói cũng đúng, nhưng mà má muốn là con tổ chức đám cưới ở quê, bà con chòm xóm mỗi người tới chung tay một chút nó mới vui con à. Dạ thưa ba má, dạ lần này về đây ngoài chuyện đưa thân dân ra mắt
Con còn có chuyện quan trọng muốn nói với ba má. Có chuyện gì con cứ nói cho ba má nghe. Dạ, con đã tìm được một căn nhà rộng rãi thoáng mát. Con muốn đưa ba má về sống chung với con. Ý, đâu có được con. Ba má lên Sài Gòn rồi, nhà cửa ở đây thì ai coi sóc. Dạ, thì nhà ở đây mình có thể bán mà. Còn nếu như ba má muốn giữ làm kỷ niệm thì mình có thể cho thuê. Chứ ba má lớn tuổi rồi, sống ở trên này con không yên tâm chút nào. Thấy con làm ăn khá giả, lại hiếu thảo như vậy, ba má thiệt là vui lòng đó. Nhưng mà ba má sống ở đây á, riết cũng quen rồi. Giờ lên Sài Gòn á, đất chật người đông, tù túng nó khó chịu lắm. Ba má còn khỏe, còn tự lo cho mình được mà. Với lại ở đây còn có bà con lối xóm nữa, con đừng có lo gì hết á. Nhưng mà... Phải đó con, bây giờ chuyện con phải làm đó là làm đám cưới với Thanh Vân nè. Còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ái đã vụt bay.